Trong không đó, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tức là không. Tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở quá khứ, vị lai, hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tự tánh của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều không. Trong không đó, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tức là không. Tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ở quá khứ, vị lai, hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, dị sanh, thanh văn, độc giác, Bồ Tát, Như Lai, ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tự tánh của dị sanh cho đến Như Lai, ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều không. Trong không đó, dị sanh cho đến Như Lai, ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì dị sanh cho đến Như Lai, ở quá khứ, vị lai, hiện tại, tức là không. Tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của dị sanh cho đến Như Lai, ở quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể đắc ư? Vì ngã hữu tình, nói rộng cho đến người biết, người thấy bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, sắc uẩn cho đến thức uẩn, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc uẩn cho đến thức uẩn trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Trong bình đẳng, tự tánh sắc uẩn cho đến tự tánh thức uẩn, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh sắc uẩn cho đến tự tánh thức uẩn, ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, nhãn xứ cho đến ý xứ, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn xúc cho đến